Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Kem Tràng Tiền Kể Chuyện. Đây là nơi mà chúng ta cùng nhau lắng nghe những câu chuyện đời thường nhưng đầy cảm động và ý nghĩa. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau trở về với những ký ức ngọt ngào qua câu chuyện hồi ức tuổi thơ với Kem Tràng Tiền. Ngày ấy, khi còn là một cậu bé hồn nhiên với đôi mắt tràn đầy sự tò mò và muốn được khám phá cả thế giới xung quanh, tôi tên là Tuấn, thường được ông nội dẫn đi chơi một buổi chiều cuối tuần. Ông nội là người hiền hậu, luôn yêu thương các cháu và đặc biệt có niềm đam mê với Kem Tràng Tiền. Mỗi lần nghe ông gọi Tuấn ơi, đi ăn kem nào, lòng tôi lại rộn ràng một niềm vui khó tả. Chúng tôi thường cùng nhau đi bộ qua những con phố nhộn nhịp của Hà Nội, qua những hàng cây xanh mướt và các tiệm buôn bán tấp nập, đến cửa hàng Kem Tràng Tiền nằm trên phố Tràng Tiền. Ông nội luôn điềm đạm và kiên nhẫn, vừa đi vừa kể cho tôi nghe những câu chuyện thú vị về cuộc sống và những ngày tháng tuổi trẻ của ông. Khi đến cửa hàng, ông nội thường dẫn tôi vào trong và lựa chọn cho tôi một que kem mà tôi yêu thích nhất. Ông luôn nhớ rõ rằng tôi mê kem cốm, loại kem có vị ngọt thanh và hương thơm thoang thoảng, mà ông bảo đó là hương vị truyền thống của Kem Tràng Tiền. Tôi còn nhớ rất rõ lần đầu tiên cầm trên tay que kem, đôi mắt tôi sáng bừng niềm vui sướng không thể che giấu. Kem không chỉ giúp xua tan cái nóng mà còn mang lại vị ngọt dịu, hòa quyện với hương thơm của cốm tươi, khiến tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Ông nội luôn dõi theo từng hành động của tôi, mỉm cười hiền hậu và nói, con biết không, Tuấn à, Kem Tràng Tiền không chỉ ngon mà còn mang trong mình rất nhiều kỷ niệm đẹp. Ngày xưa, ông bà cũng hay dẫn bố con đi ăn kem ở đây. Bây giờ, ông lại đưa con đến, để con cũng có những ký ức ngọt ngào như thế. Những buổi chiều ấy, tôi và ông thường ngồi trên chiếc ghế đá gần đó, vừa ăn kem vừa ngắm nhìn dòng người qua lại. Ông thường kể cho tôi nghe về những kỷ niệm thời chiến tranh, về những ngày tháng khó khăn nhưng đầy ý nghĩa của cuộc đời ông. Mỗi câu chuyện của ông như một bài học, dạy tôi biết trân trọng cuộc sống và những giá trị quý báu từ gia đình. Có lần, khi tôi làm rơi que kem xuống đất, ông nội không hề trách mắng mà nhẹ nhàng mua cho tôi một que kem mới. Ông nói, con đừng buồn, cuộc sống luôn có những lúc khó khăn, nhưng điều quan trọng là phải biết đứng dậy và bước tiếp. Lời dạy ấy của ông đã theo tôi suốt những năm tháng trưởng thành, như một nguồn động lực mỗi khi gặp khó khăn. Thời gian trôi qua, tôi lớn lên và xa nhà để đi học và làm việc. Những kỷ niệm đẹp về ông nội và những buổi chiều ăn kem Tràng Tiền vẫn luôn hiện hữu trong trái tim tôi. Một lần, khi tôi đi công tác dài ngày tại Sơn La, vào buổi tối, tôi dừng lại tại một quán cà phê nhỏ để nghỉ ngơi. Bất chợt, tôi thấy một biển quảng cáo nhỏ bên ngoài cửa hàng, trên đó có hình ảnh quen thuộc của Kem Tràng Tiền. Ngạc nhiên và hào hứng, tôi bước vào quán và hỏi thăm cô chủ quán về thông tin đó. Cô mỉm cười và nói, đúng rồi anh à, từ tháng 4 năm 2024, Kem Tràng Tiền đã có mặt tại Sơn La rồi. Anh có thể thưởng thức hương vị ngọt ngào này ngay tại đây, mà không cần phải về Hà Nội nữa. Nếu muốn, anh có thể gọi đến số hotline 0325-192-668 để đặt hàng và giao tận nơi. Nghe tin đó, lòng tôi rộn lên niềm vui sướng. Hóa ra, hương vị tuổi thơ ấy giờ đây đã có mặt ở ngay nơi tôi đang công tác. Sau một ngày làm việc căng thẳng, ngồi tại thành phố Sơn La và thưởng thức lại hương vị ngọt ngào, thanh khiết của Kem Tràng Tiền khiến tôi cảm thấy thật nhẹ nhàng và thoải mái. Những kỷ niệm đẹp đẽ từ quá khứ ùa về, như thể chỉ cần một muỗng kem cũng có thể đưa tôi trở lại với những ngày tháng vô tư, những giây phút hạnh phúc bên ông nội. Dù thời gian có trôi nhanh đến đâu, có làm ta quên đi những bộn bề của cuộc sống, nhưng ký ức về Kem Tràng Tiền vẫn mãi là một phần không thể thiếu trong tâm trí tôi. Mỗi khi cầm trên tay que kem, tôi như được quay trở lại những ngày tháng xưa cũ, với những kỷ niệm đẹp đẽ và ngọt ngào vẫn còn vẹn nguyên trong trái tim. Câu chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hy vọng rằng, qua câu chuyện này, quý vị sẽ cảm nhận được sự ấm áp của những kỷ niệm đẹp và niềm vui khi thưởng thức món ngon. Hãy cùng Kem Tràng Tiền ngọt ngào, thanh mát, kết nối yêu thương tạo nên những kỷ niệm đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại trong những câu chuyện tiếp theo của Kem Tràng Tiền Kể Chuyện.